Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đối với ngành du lịch của chúng ta là mới đây, Việt Nam đã được kênh truyền hình nổi tiếng thế giới Discovery bình chọn là một trong 10 điểm hứa hẹn thu hút du khách nhất thế giới. Theo kênh Discovery, Việt Nam được biết đến như một đất nước với vô số những danh lam thắng cảnh đặc sắc, từ những cánh đồng lúa bạt ngàn cho tới những bờ biển dài thơ mộng. Đến với Việt Nam, du khách còn được cảm nhận và thưởng thức những hương vị ẩm thực nổi tiếng mà bất kỳ ai cũng nên nếm thử một lần trong đời. Ngoài Việt Nam, một số quốc gia khác cũng được nhắc tới như vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ của New Zealand, những tòa nhà cổ kính của Tây Ban Nha hay nền văn hóa đa dạng độc đáo của đất nước Canada.